Alo. Anh Thao à? Ừ, rồi, cũng nhận ra anh à, cảm ơn. Hôm ý là nào, từ hôm ý là nhận 5 con đà điểu về Tân Nguyên Lai Châu là tình hình thế nào, hỏi thăm tí. Vẫn ổn anh ạ. Ờ, thế bây giờ em nuôi như thế nào, có đúng theo hướng dẫn của bên anh không? Có, em cho ăn cám, xong ăn cám cỏ. Ừ. Xong ăn cho ăn thêm ít rau. Ừ. Xong rồi em giải bạt rau. Em giải bạt cho nó đi thôi, không có thảm. Được à. Không anh? Thì mình không điều kiện thảm thì mình thì giải bạt là tốt lắm rồi. Ừ. Vâng. Thì bạt thì nó hơi trơn, cẩn thận nó xoạc chân. Vâng ạ. Còn vâng. Nếu mà ấy được thì cho nó cái gì đấy nó giảm, nhưng mà em thấy nó có trơn không? Không, cái bạt này là bạt cũ rồi, bình thường thôi ạ. Ừ. Nó nhăn nhăn hết rồi, nó không... Được. Thế rau thì thái nhỏ ra đúng không? Dạ vâng ạ. Thái nhỏ ra thì rau gì, cho ăn rau gì? Em cho rau cải bắp ạ, xong rồi cho ít cỏ voi ạ. Cái rau mềm mềm nhỏ nhỏ thôi nhá. Vâng ạ. Thế ăn cám thì nếu như mà có cắm gà, cắm gà màu là tốt, còn không có gà màu thì đừng cắm gà trắng, nhưng mà cắm màu thì nó sẽ phù hợp hơn một chút. Vâng, em cho cắm cò, cắm mảnh cò nhỏ nhỏ đây. Ừ. Đang cho ăn gà đấy ạ. Vâng. Thế bây giờ là nó nhanh nhẹn đi lại rồi, nó khỏe mạnh, 5 con vâng đi lại đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thấy người ấy, nó cứ chạy đến để... gần à, thì nhờ những cái mác ở trên cổ nó bọn em tháo ra rồi, không sao đâu chứ anh. Ừ, thì của em rồi thì em muốn xử lý thế nào thì việc của em đi. Tháo ra cho nó khỏi rồi. Vướng nha, nó khỏi vướng, nó khỏi bận nhá. Vâng. Ừ, thế ở trên đấy thì có ai hỏi sau này thì cứ giới thiệu nhá, để vì em vâng ạ. Từ cái lúc gọi là chưa bây giờ nhận được con giống nhưng mà cứ chuyển tiền đủ từ bên anh là cũng hơi no nắng nắng đúng không? Nên bây giờ là cũng nhận được rồi, là cũng cảm thấy ok rồi đúng không? Vâng ạ, vâng. Rồi ok, thế nhá. Vâng ạ, em chào anh ạ, cảm ơn anh nhiều. Alo. Em ơi, chị nhận được đà điểu rồi nhá. Vâng, ok chị. À này, chị hỏi này, ý nó có mấy cái loại thuốc hay cho uống cái loại nào trước vậy? Chị cho uống cái uống với lại cái gói, hai gói trước, còn... thực ra là uống tất cả ba loại, nhưng mà theo cái chỉ dẫn của cái gói mà xanh xanh đấy thì chỉ cho theo cái tỷ lệ chị đọc hướng dẫn sử dụng xong rồi chị cho nhá, nó chỉ một muỗng cà phê nhỏ nhỏ rồi cho vào một ít nước rồi mình cho nó hòa với cái uống với cái đó là cho nó uống trong vòng một tuần đầu. Là cái gói là gói uống đấy phải không? Gói uống đấy thì không quan trọng về số lượng lắm, nhưng mà cái gói xanh xanh cái gói cái dán liền mình gói uống đấy là chị phải để ý về cái tỷ lệ của nó nhé. Hai cái đấy pha chung à? Pha chung, cái uống thì nó là chỉ là cái thuốc gọi là nó bổ sung thêm cái vi khoáng các thứ. Còn cái xanh xanh kia thì mình phải pha đúng liều lượng là một cái muỗng nhỏ nhỏ thôi. À ừ, bên đấy chị mới pha có một cái uống. Ở trong đó nhiệt độ nó có ấm không chị? Ở con tôm đấy em. Vâng, nhưng bây giờ nó có ấm không? Bao nhiêu độ? Em bảo sao? Ở bây giờ nó có nắng ấm không? Nó bao nhiêu độ? À, nó trời nó mát mát nên chị ốm bóng rồi. Chị ốm bóng to rồi. Nó có khỏe mạnh không chị? Khỏe, nhìn khỏe đẹp lắm. Ờ, nhưng mà cái gắn ở cổ nó thì có bao cáo cắt được bỏ, không? Cắt bỏ đấy, cắt bỏ cho đỡ vương víu. Và bấm nó đi à? Vâng, vâng. Thế là chị nhận được sáng nay à? Ờ, chị nhận sáng nay lúc 4 rưỡi. 4 rưỡi sáng à? Ờ, nhưng mà thấy nó khỏe mạnh ấy, thấy cũng đẹp. Thế là nhưng mà em gửi từ chiều hôm 30. Vừa gửi từ 30 vậy nó không cho ăn uống thì chết à? Ờ, thế chả cho ăn uống à? Ờ. Nó có cho ăn không? Chứ không cho ăn nên làm sao mà nó sống được, chị buồn cười thật. À, không, chị tưởng là nó chịu 40 ngày thì đâu biết đâu. Chị nên nhớ là trước khi đi này em đã tiêm nhỏ để cho nó có đủ năng lượng, nó sống trong vòng 3 ngày rồi. Ngoài ra là cái việc uống nước ăn bổ sung là anh em nó có ở cái trạm nghỉ ấy, em phải thuê người ta chăm cho chị đấy chị ơi. À thì không biết. Ôi rồi đấy. Alo. Vâng, alo, hỏi thăm chị là khách hàng về Nam Đàn thì An mua 4 con đà điểu ấy mà. À đúng rồi ạ. Vâng, tình hình chị nhận thì bây giờ chị nuôi có chế độ như nào ạ? Thì cùng đang cho ăn
tạm của ga này với lề ru ru mà còn đâu còn cắt nòng nó lắm anh. Rau muống hoặc rau hoa trắng hoặc là rau gì đó có rau cỏ mềm mềm ngọn hoặc là ra cải bắp mình có thể thái nhỏ nhỏ là vừa miếng để cho nó ăn với dạ. Biết vừa cái cổ họng của nó như thế thì mình thái vừa miếng dạ. giải thảm lệm đấy rồi thắp bóng sửa cho nó dạ. Con giống là điều trên mạng những cái gì mình thấy tin cô gái hay đấy dạ. Hoặc là có những cái biến động gì thì mình tham khảo về cái vấn đề chăn nuôi cửa hàng gia cầm hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên mình nhá. Dạ, dạ. Bên mình ngày trước là về Nam Đàn Nghệ An nó cũng chuyển đủ tiền cho bên mình đúng không? Dạ dạ. Chuyển tiền trước hoàn toàn 100%, bây giờ nhận là điều cảm thấy hài lòng đúng không? Dạ dạ. Ừ, rồi ok, có ai thì nhận được tiếp. Tại nó lỡ lời nó nhiều đấy. Ừ, nó nhanh lắm, cái loại này nó lớn kinh đấy. Dạ. Ừ, rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Alo. Ừ, chào em. Dạ, em chào anh nhá. Ừ. Cái tình hình nhận đại biểu thì là thế nào rồi? Anh ơi, hôm em điện không đi ra máy rồi, từ hôm đấy là phải quen em đấy, điện anh giúp khỏe mạnh không sao nhỉ? À, khỏe mạnh à? Em nuôi như nào? Nuôi theo đúng hướng dẫn của bên anh không? Em cũng giải thảm cho nó nằm, xong bắt đầu em thắp điện, xong bắt đầu em cho ăn cám cám mảnh thì nó lại không thích nhặt bằng cái cám mà nó viên viên không mảnh ấy. Ừ, viên như kiểu viên ống như viên đá lửa. Đấy đấy. Ừ. Còn cái kia nó cụm thì chắc nó không thích nhặt thế em cho ăn lại đấy. Một ngày em thi thoảng em để cho tí tôm hú thấy nhỏ nhỏ em bắt ở đấy cho nó ăn. Ừ. Cho ăn rau riêng đúng không? Vâng. Ừ. Thế là thấy nó cũng nhanh nhẹn, thấy nó cũng háu ăn. Vâng. Em ở chỗ nào Hải Dương nhỉ? Mấy viên B1 vào cứ em đáp ở đấy này cứ thấy nó nhặt ăn không? Ừ, mỗi con ăn một ngày ăn được mấy viên B1? Em cứ phải vất vào chắc phải gần chục viên. Gần chục viên chia cho ba con. Ba con thì thôi giảm bớt đi, giảm khoảng ấy thôi, giảm khoảng 5-6 viên đổ lại thôi. Vâng. Ừ, nó mỗi ngày viên 2 viên đổ lại thôi. Vâng. Ừ. Tại em hay chăn ngan ngỗng mọi thứ đấy. Ờ thì em đã từng nuôi ngan rồi thì em tự biết cái như thế là em có lợi thế mà chăn nuôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà anh ơi, cái đà điểu này em tưởng là nó cũng phải nhiều như ngan, nhưng mà em thấy giải thảm mà nó không bẩn như kiểu ngan với ngỗng vậy. Ờ thì nó loại này thì nó không ỉa nhiều như ngan, nó không dùng nước nhiều. Bởi vì cái ông tổ của nó sa mạc thì đâu có nước được mấy đâu. Nó vẫn uống nhưng mà đại khái là nó chịu đựng tốt hơn là ngan ngỗng. Vâng, ngan ngỗng thì nó uống một bình ấy, nếu mà cơ thể nó mà to như con đấy thì nó phải uống nhiều, cho nên con này nó uống ít, cho nên em phải thay nước. À thế à? Ừ. Alo. Alo. Ờ chú ơi, tôi chuyển tiền rồi đó, chừng bao lâu chú nhận được vậy hết? Vâng, nó đây để kiểm tra, nó nếu mà chuyển thì nó sẽ có luôn, báo luôn qua điện thoại bác ạ. Vậy hả? Ờ vâng. Vậy là tôi mới chuyển xong rồi đó, là không biết bao lâu tới chú, tôi không biết. Bác chuyển 10 triệu đúng không? Ừ. Tên là Trần gì? Trần Thị Hưng. Trần Thị Hưng đúng rồi, ok đây rồi, có rồi. Có chưa, nó có báo chú chưa? Có báo rồi, báo rồi, báo nhận được rồi bác nhá. Nhận được lúc 9:43 kìa. Rồi, ok. Quen ăn thì bây giờ thái cái rau mềm mềm, thái như lá chanh vụn vụn nhỏ nhỏ mới để cái cắm gà, nhưng nếu mà cắm gà đỏ càng tốt nhá, cắm gà loại gà đỏ ấy nhá, gà đỏ gà màu thì... gà màu đấy, nó gọi là gà màu và gà trắng ấy. Thì ăn cái cắm gà màu là nó sẽ hợp lý hơn nhá, trừ bần cùng không em có em cho cắm nó ăn suốt mà chứ không có nó ít kiểu nước xanh trắng anh ạ. À không, cái giống này nó thế, con nào cũng thế. À. Ừ, nó hơi có vị trắng trắng chứ không phải nó đi ở đâu. Vâng. Ừ, thế cố gắng giữ nhiệt cho nó rồi chăm bẵm cho nó, tìm hiểu một số cái thông tin để thì xung quanh nó nhá. Vâng. Ừ. Nó có hai nó muốn đặt 4 con nữa nhưng mà em bảo là để em nuôi xong là nó nghe khỏe khỏe thì em lại đặt anh gửi cho em một con nữa. Ờ được, cứ nuôi thêm khoảng tuần 2 tuần nữa xong đặt sau nhá. Vâng. Ok. Anh cảm ơn anh nhé. Vâng, anh ơi, em nhận được rồi, hôm nọ em nhận được rồi, em gọi lại cho anh thì không thấy anh máy.
Thế anh hỏi thăm thì thế nào, về Hà Giang, về Quang Bình, Hà Giang đấy thì nó khỏe mạnh không? Em nhận được lúc mấy giờ? Em nhận được lúc 5 giờ chiều anh ạ. 5 giờ chiều, 5 giờ chiều. Sáng anh gửi đúng 6 giờ sáng, 5 giờ chiều nhận. Vậy thì là có mất có 11 tiếng. Vâng. Thoải mái. 11 tiếng thoải mái. Khỏe mạnh không? Có anh ạ, nhưng mà em thấy nó ít ăn ấy nhỉ? Cái bọn này nó còn nhỏ, nó phải mất khoảng tầm từ hôm ấy hôm nay là mới có được 3 hôm à? 3 hôm anh ạ. Nó phải 1 tuần sau nó mới ăn ác em ạ. À, 1 tuần sau mới ăn ác. Bây giờ em, điều quan trọng là em cứ giải, em có giải thảm cho nó không? Em không, em giải cát thôi, cát mềm hay cát chát. Ôi giời. Thế bây giờ phải giải cho nó vào một cái của em là 5-6 con đúng không? Vâng, vâng. Em quay nó vào một cái diện tích nó chỉ khoảng bằng cái giường mình ngủ thôi. Em giải cái thảm trải nhà đỏ đỏ đấy. À, vâng, vâng. Em thắp cho nó một cái bóng sưởi của úm gà đấy nhá. Thế vâng, vâng. Nằm, nó nằm vào cái thảm ấy nó không bị lạnh bụng em ạ. À, thế ạ. Vâng. Giải cát bây giờ là nó phải tầm 1 tháng nữa thì em mới cho cát vào được. À, vâng, vâng. Thì điều quan trọng bây giờ em phải làm luôn, em giải thảm rồi em cũng sửa cho nó rồi em lấy cái rau hoa trắng, rau có nghĩa là cái rau cỏ dại em thái nhỏ như kiểu thái lá chanh, nó dăm mịn mịn nhỏ nhỏ thế. Vâng, vâng, vâng. Về cám cái kia ra thì em lấy 2 cái viên gạch xi, xong em mua cái máng mà em để trên video đấy, cái máng mà nó rộng rộng khoảng bằng cái miệng của cơm điện mà nó cao khoảng tầm 40-50 phân đấy, em để nước cao đấy cho nó khỏi ngã vào trong đấy. Vâng, vâng, vâng. Cứ làm như thế để cho nó sưởi mới cho nó ấm bụng nó, đừng để nó nước nó ra lên nhá. Vâng, vâng, vâng ạ. Có nó y ướt rốn là lạnh bụng rồi nó đi ngoài, nhưng mà phân của nó hơi trắng trắng không vấn đề gì đâu. Vâng, vâng. Loại này nó vẫn còn. Thế là giải thảm thì khoảng bao nhiêu lâu là mới bỏ thảm mới được nhỉ anh nhỉ? Trải thảm ít nhất khoảng, như trường hợp của em ít nhất khoảng 2 tuần nữa. 2 tuần nữa? Thì mình cứ lúc nào nó đi ra đấy thì mình lại lấy cái bay sợi dây mình để hót nó đi, mình vệ sinh cho nó ấm áp sạch sẽ vào. Vâng, vâng, vâng. Cám thì mình cho ăn để một góc đấy, xong thì cái phần chua chua dư dư đấy mình cho gà ăn, còn mình lại cho cái mới ra cho nó khỏi chua. Rau thì mình cho ăn theo ngày 2 lần để ra một cái máng nó ra nó ăn một lúc sau lại cất nó đi chẳng hạn, đừng trộn rau lẫn cám nó chua. Vâng, vâng, vâng. Hỗ trợ cái tuần đầu là mình hỗ trợ để cho nó ổn định với cái khí hậu và cái quá trình đi nó mệt mỏi thì cố gắng tuần đầu để ý nó một tí. Vâng, vâng, vâng. Quan trọng nhất là nhiệt nhá, lúc nào cũng phải trên 30 độ, 33 độ thì nó mới đúng kiểu của nó, thì nó ở ngoài sa mạc. À, dạ, vâng, vâng, vâng. Giống của nó là sa mạc mà nhá. Dạ, vâng, vâng. Đây, nên nếu mà ai mà có hỏi thì đấy đâu, đấy như em ấy, em chuyển tiền lạnh, chuyển hàng cho em được nhé. Vâng, vâng, vâng. Ok. Vâng, vâng.